muốn như nào phải nói. Đúng rồi, vâng, em xin phép một quay ố một sao Tạch Lô. Ok em ạ. Vâng, cuộc đời không như là mơ nên em một sao cũng là chuyện bình thường ở cái mẫu bay này thôi. Easy game các bạn nha. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và lâu lắm rồi chúng ta sẽ không quay về bay ở Tha Hôn 10 phải không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay Tha Hôn 10 rank huyền thoại đến từ game thủ No Name các bạn. Ở khu vực bom bẫy ở đây khá là căng nhà. Inferno thì để một tia nha. Thổi gió hai hướng các kiểu và đầu tư King Queen bảo kê ở khu vực này. Và ở trong cái hạng này của bạn ấy thì cũng chưa hề mắc cho lắm đâu, cũng gần gần thôi. King Queen chưa đủ 40 của Tha Hôn 10, nhưng đây là một mẫu bay khá là hiệu quả được bạn ấy áp dụng để lên rank huyền thoại. Và chắc chắn vẫn như mọi khi tôi sẽ đường link của mẫu bay mình sẽ luôn chia sẻ cho anh em ở phần mô tả video. Anh em thoải mái bấm về copy là sử dụng thoải mái các bạn nha. Còn mấy bạn mà bảo không copy link được thì em xin lỗi các anh, chứ các anh có lẽ trình cao quá em không đáp ứng được rồi. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với nhận thủ nhà. Và trước khi đấy thì anh em ơi, vé vàng mùa giải tới sắp có, vâng, 3 giờ chiều là có rồi. Và mình thì đã làm video về trang phục mới em Queen, Rose Queen rồi. Với cả là những cái gói ưu đãi trong này thì anh em cứ liên hệ mình, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok các bạn nha. Let's go. Đây rồi, để dụ lính hội thành ra. Và trong tên này thì thủ bằng dòng điện rồi thả cùng xuống thôi cũng là dính bom. Ác thật sự, quá ác luôn bạn ơi. Như nào? Ai da, đầu tư baby để chơi dòng điện mà có em Queen bảo kê. Tốt, tạm thời là ổn áp. Em Queen đang rất là nỗ lực thi đấu. Có ôm bom để đục cho Queen đi vào không? Đầu tư golem với cả là kinh bên này. Đây dường như là người chơi Tha Hôn 9 à. Tha Hôn 9 cố gắng tấn công ở đây. Và các bạn có thể thấy là khu vực lúc này là em Queen đang nâng, chỉ còn mỗi ăn kinh thôi. Chứ bạn nào mà Tha Hôn 10 mạnh thì cái bay này thủ là cũng ok chơi ấy. Queen đã gồng cánh bên kia. Đầu tư một dòng điện ở đây luôn nhá. Đầu tư một dòng điện luôn. Có cuồng nộ kịp không? Một pha là măng tốt, nhưng có lẽ không ổn được. Thổi gió thổi. Xử lý hay đấy, xử lý khá đỏ cho vị trí của rồng điện. Rồi một bóng đèn nhấc người, rồng là đỏ loét máu nhưng vẫn cố gắng nỗ lực thi đấu. Và như khi này đã cắt ngon rồi, này đã cắt ngon rồi, làm thế nào cho đại quân vào? Quá nhiều bom bẫy ở khu vực này. Cố lên. Như vậy là thấy không ổn, thấy khả năng là không ổn để ăn được cả khu vực nhà chính, nên là phải thả hết đại quân ra khu phía ngoài để vét thôi. Một quyết định.
phải nói. Tôi muốn như nào phải nói. Đúng rồi, vâng, em xin phép một quay ổ một sao tạch lô. Ok em ạ. Vâng, cuộc đời không như là mơ, nên em một sao cũng là chuyện bình thường ở cái mẫu bay này thôi. Easy game các bạn nha. Úi dồi ôi, thả hồn chín huyền thoại các ông ạ. Vâng, chơi combo. Úi dồi ôi, rất đông minion với cả lạc luôn, ghê đấy. Đội người chơi Thao Hồn 9 đến từ clan Quantum 8.9, này là một clan Baikut nổi tiếng Thao Hồn 8 và Thao Hồn 9 đấy các bạn. Và họ áp dụng combo có lẽ là đi rỉa khắp nơi trên bản đồ với cái đội quân siêu ruồi minion này. Chỗ nào rải được là rải thôi, y như kiểu là mấy cái em ruồi ở bên làm bóng đêm ấy nhỉ. Cố gắng cấu rỉa bằng mọi giá. Ôi giời, vâng, xử lý balloon hay đấy. Các bạn có thể thấy là đầu tư những em balloon để ăn những công trình chính ở khu phía ngoài, xong là thả minion để vét, chứ không chơi bằng thẳng thừng là làm balloon đâu. Mà đây chơi bằng combo cấu rỉa thôi, và cất dành một em rồng điện trong khu vực lính hội thành. Rồi, úi dồi, nhấc người đấy bạn ơi. Đầu tư Queen với King, vâng, họ đánh rất bài bản này anh em. Họ đánh rất bài bản và có nét nha. Đây các bạn có thể thấy là vùng dưới này em Queen đã xử lý rất tốt. Úi dồi ôi, lính hội thành vẫn là Bloom thôi. Ghê đấy. Đầu tư minion cắt thì cũng chỉ thế thôi. Cũng chỉ là ăn được một sao, nhưng mà ăn được một sao với cái lối đánh như thế này là rất là thông minh và khoa học đấy các bạn nhá. Không phải tự dưng một thao 9 lên được huyền thoại đâu. Gặp đây. Mình vừa mới nói một ông xong có thêm ông nữa, nhưng mà ông này chơi một lính bộ và King Queen là vẫn hàng mềm. Thì dù bằng combo nào thì người chơi này cũng tấn công theo cái hướng thẳng từ hướng trên 12 giờ này đổ xuống. Ô, chơi combo này mà lại không có ôm bom, vãi cả đạn thật sự. Quá ghê. Anh em có nhu cầu mua gem, mua vé vàng thì gọi ưu đãi trong cửa hàng, cứ liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Atari Gaming có sẵn trong phần mô tả video, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Và anh em lưu ý, mình chỉ giao dịch ở trên fanpage Akari Gaming nha, không giao dịch ở Facebook cá nhân, không giao dịch ở bất kỳ một cái gì khác ngoài fanpage cả nha. Tất cả anh em lưu ý nha, còn mấy ông thần mà bị giả mạo nó lừa thì đừng làm ơn, đừng có gọi tên tôi nha. Đường link fanpage thì có sẵn ở trong phần mô tả video rồi, làm ơn đọc tìm hiểu giùm mình cái nha các bạn. Ui dồi ôi, hồi máu nó lại có mặt ở đây. Đầu tư theo kiểu là cắt gọn hết cả hai bên. Một lối đánh cực kỳ thông minh, nhưng khu vực nhà chính không phải là công trình phòng thủ nên là không thể vào. Ai đánh thì nó mới vào thôi. Và Valkyrie nó biết tấn công đúng người lắm. Rồng điện của chúng ta đã ra, và đại quân bên đội bạn thì lấy cái gì mà đỡ đây. Ôi rồi, cố lên PK. PK chạy vòng ngoài quá khỏe so với quy định. Phải nói là đội bạn quá may mắn. Quá may mắn trong trường hợp này. Đây. Đầu tư cung quy giãn các kiểu, vẫn thả cố lên bằng 49, vẫn đánh rất thông minh không ạ. Còn một quy giãn nữa. Vẫn đang ngắm để mà trưởng đấy. Vẫn đang ngắm nhà để mà trưởng. Đây rồi. Ôi rồi. Quá đỏ cho thanh niên này, đúng 50%. Mừng quá, mừng luôn. Mừng vẫn tạch lô một sao thôi. Mừng thanh niên kia thì khá là may mắn rồi. Chúng ta hãy cùng đến với thanh niên này. Ta hôn 9, mừng chơi với cả rồng 4. Rồi mình thấy là khu vực này em Queen đi họp quốc hội rồi. Nói chung là cứ hổ báo cáo trồn cu lông xông thẳng vào nhà người ta như thế này thì bạn đen rồi. Vâng, bạn đã làm như kiểu nhà tôi là chốn không người, mà bạn thích vào là vào đập vậy. Vâng, thích cướp là cướp vậy. Vâng, nhà cũng có hệ thống phòng thủ chứ. Vâng, rồng thì rồng 4. Vâng, xì đa đã còn, xì đa mà lại còn đi sông pha đi hiến máu. Trời ơi.
Trời ơi, cánh mướng mà đòi tương đương với bể nước này, này thì chơi với chúng tôi này. Rồi rồi, kênh 24 đi họp quốc hội em. Nói nhiều. Vâng, hai anh em về thăm má một chỗ luôn. Gì? Queen đâu? Vâng, tớ hỏi bạn lần nữa bạn ấy, Queen 25 với chúng tôi này. Ôi rồi ôi, nhanh lên. Vâng, cất dành hai cuồng nộ đi về, đi pha mà. Hay là đầu tư 22 cuồng nộ cho Queen, đúng rồi, vâng, hay lắm. Vâng, thả Queen thì thả cho balloon nó ăn. Vâng, đúng dẫn chơi. Xin nhẹ 13 cúp nha. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thanh niên cao hơn 10 nha. Vâng, cứ cà phê. Cái ca quỳ giáp cũng chơi combo có vẻ như đang hot rồi, chơi rất nhiều cái ca. Quỳ giáp cũng thế. Đại quân đường rải đều và quyết tâm sang nhà rồi đấy. Trận này là chúng ta không có Queen để thủ nha. Mọi anh em lưu ý đó, không có Queen để thủ. Dòng điện thì đã xuất quân ở đây rồi và bị dính ngay độc dược. Xe bò đang cố gắng đục tường tốt nhưng sẽ bị Inferno một tiên bắt thôi. Inferno một tiên bắt sớm lúc này và PK út vào đây luôn. Thêm một ông bom và PK đi ra ngoài. Tuyệt vời. Bởi vì không có lối để PK chui vào thì nó không chơi. Rồi, rồi, hồi máu các thứ rất nhanh chóng. Nhưng đây là một nhà chính của Town 10 nên là nó cũng may mà Bobbler nó chui vào đây, chứ còn không thì vâng, chào bạn luôn. Thêm cuồng nộ để quyết tâm ăn được cái Inferno một tia. Một hit nữa. Không kịp và Inferno vẫn là kiểu bất tử. Tốt. PK đi ủi là rất tốt này. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi bạn ạ. Bạn ủi vào thì cũng thế thôi. Inferno một tia của tớ có hẹo đâu. Tớ không sợ một vấn đề gì cả. Đây là cái điểm mấu chốt ở cái mẫu bay này các bạn. Hai cái Inferno một tia nó làm việc rất là hiệu quả trong trận đánh này. Và đây, nghĩ ra chạy vòng ngoài cũng vậy thôi. Cung cũng thế thôi. Hết rồi. Làm gì được hơn đâu. Tha hơn 10 ngang phèo là chưa đủ tuổi. Chém thế cho nó gắt. Giời, nát làm sao được. Làm thêm một trận nữa cho anh em xem này. Đây là tha hơn 10 này. Nó đánh vào combo rồng nha. Đầu tư đập mấy cái E này. Đâu rồi. Còn 4 E. Như vậy là ăn xong được cái E trên này và trụ quý giáp. Không hề ảnh hưởng lắm. Dồi ôi. Đầu tư King Queen một bên và rồng đánh một bên. Như vậy là cái hướng bên này nó phá được khá nhiều bom bẫy. Và khu vực trung tâm thì đám luôn với cả là em rồng đang đột kích chính diện luôn. Inferno một tia lúc này sẽ phải làm việc rất vất vả. Bởi vì balloon nó vào nó chơi một đống như thế này là thôi. Vâng, chào em luôn. Em trụ không nổi. Mà rồng thì còn. King nó vẫn đang căng góc tốt được cạnh bên này. Vâng, trận này chỉ ngán mấy em rồng thôi. Bay này chỉ ngán mấy em rồng thôi. Nhưng mà nếu mà ngang fail thao 10 với nhau thì chơi nhai được. Và đánh với cái kiểu lúc này chúng ta chưa có Queen đây. Rồi là hệ thống phòng thủ cũng chưa hẳn là mắc của nhà chính thao 10. Như vậy trong trận thi đấu này thì Lord Paradakin vẫn không thể ăn được. Không thể ăn được cái bay này các bạn nhé. Anh em có nhu cầu về xe, về vải vàng hay những gói ưu đãi trong cửa hàng, cứ liên hệ mình theo đường link fanpage Akari Gaming, mình sẽ hỗ trợ bạn nhanh, gọn, lẹ, uy tín, thanh toán thẻ tại ngân hàng và Momo. Lưu ý đường link về mẫu bay mình luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video rồi. Anh em vào akarigaming.com cũng có nha. Đây, mấy cái gói này nha. Cứ liên hệ fanpage mình các bạn ơi, chỉ giao dịch qua fanpage nha.